Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Sau khi tàu cá ngư dân bị Trung Quốc hành hung, bắt nạt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bật đèn xanh cho hải quân dội bão tên lửa xuống căn cứ Phú Lâm của Trung Quốc ở Hoàng Sa. Kính thưa quý vị, sau khi sự kiện tàu cá của Việt Nam bị Trung Quốc ức hiếp, hành hung ngay tại vùng chủ quyền của Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có một quyết định đầy bất ngờ, quyết đoán và táo bạo khi lệnh cho hải quân vùng 3 dội bão tên lửa xuống đầu quân Trung Quốc tại căn cứ Phú Lâm trên vùng đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép của Việt Nam vào năm 1974. Động thái này của Việt Nam đã làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo diều hâu Trung Quốc một phen bàng hoàng và choáng váng. Mời quý vị lắng nghe diễn biến đầy kịch tính này trong bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, theo các thông tin của các cơ quan truyền thông đưa tin, một tàu cá của ngư dân Quảng Nam mới đây đã bị tàu Trung Quốc phá, tịch thu hải sản đánh bắt được khi tàu Việt Nam neo đậu tại quần đảo Hoàng Sa. Báo Tuổi Trẻ có bài phỏng vấn trực tiếp ngư dân Việt Nam trên chiếc tàu cá bị Trung Quốc phá vừa về tới nơi Việt Nam. Theo tường thuật của ngư dân Huỳnh Văn Khôi, chủ tàu cá QNA 91829, tàu của ông đi đánh bắt cá ở khu vực biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến ngày 8 tháng 3 thì gặp gió lớn nên tàu của ông tìm cách neo trú ở một rặng đá thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên khi tàu ông Khôi đang trên đường vào nơi trú thì một tàu lớn của Trung Quốc mang số hiệu 4301 tìm cách tiếp cận tàu cá của ông. Nhóm người trên tàu Trung Quốc thả xuồng nhỏ rồi cầm gậy sắt, mặc sắc phục, loa nhảy lên tàu cá của ông. Ông Khôi cho biết những người Trung Quốc mặc sắc phục như của kiểm ngư Trung Quốc. Qua thông dịch viên, những người Trung Quốc nói với ngư dân Việt Nam là tàu của họ đã đi vào vùng biển Trung Quốc nên phải bị bắt giữ và xử phạt, những ngư dân Việt Nam không chấp nhận. Ông Khôi cho biết, sau khoảng vài chục phút giằng co qua lại, nhóm người Trung Quốc vung gậy đòi đánh ông và anh em bạn tàu. Không còn cách nào khác, ông phải ký vào một tờ biên bản nhưng ông mở ngoặc và ghi rõ rằng tàu mình không xâm phạm chủ quyền Việt Nam, chỉ đang đi tìm chú dông. Sau khi ký xong, nhóm người Trung Quốc tiếp tục khống chế, bắt ông Khôi phải tự lấy dao chặt nát giàn lưới. Nhóm người này dùng cano lấy 1/2 bộ lưới đã bị chặt bấy, cùng 1,5 tấn cá mực trên tàu cá ông Khôi rồi đưa qua tàu 4301. Ông Khôi ước tính giàn lưới bị hư hại là khoảng 500 triệu đồng. Tàu của ngư dân Việt Nam trở về bờ vào trưa ngày 9 tháng 3. Ông Khôi sau đó đã báo vụ việc với bộ đội biên phòng. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của nhiều ngư dân Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Trung Quốc gia tăng chèn ép, xua đuổi và đập phá ngư cụ để làm ngư dân Việt Nam nản lòng trên vùng biển Hoàng Sa. Truyền thống của người Việt Nam, nhiều tàu cá đi đánh gần đầy cá thì bỗng bị cướp sạch. Nặng thì người bị bắt rồi xử phạt, tàu cá bị tịch thu khiến ngư dân đổ nợ, nhẹ thì như trường hợp của ngư dân Khôi. Hoàng Sa là quần đảo đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này trong một cuộc chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974. Sau đó, Trung Quốc đã cho xây dựng quần đảo này thành một căn cứ quân sự. Ngư dân Việt Nam ra đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống này thường xuyên bị phía Trung Quốc ngăn cản từ nhiều năm nay. Thậm chí đã có tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở khu vực quần đảo này. Trong cuộc gặp cấp cao mới nhất giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, hai bên đã nhất trí kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Tuy nhiên, trên thực tế thì Trung Quốc dường như không bao giờ thực hiện đúng lời cam kết của mình. Trong một diễn biến có liên quan, sau khi nhận được hung tin từ cách hành xử bất nhân của phía Trung Quốc, Tân
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với tinh thần dân tộc, không cam chịu bị Trung Quốc bắt nạt, noi theo gương của các bậc tiền nhân, sẵn sàng đối đầu và chống trả lại kẻ láng giềng phương Bắc. Sau khi hội ý với ban tham mưu, ông đã lệnh cho lữ đoàn Hải quân 129 đang neo đậu tại Đà Nẵng tấn công trả đũa, dạy cho Trung Quốc một bài học. Không lâu sau, cơn bão tên lửa đã từ các chiến hạm dội tới tấp vào căn cứ Phú Lâm của Trung Quốc trên đảo Hoàng Sa, gây ra những tiếng nổ long trời lở đất, sát lính bắn tung tóe trên không trung, nhiều bệ phóng tên lửa, máy bay, kho tiếp liệu, kho chứa vũ khí đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Những tiếng thét la trong tuyệt vọng của lính Trung Quốc tràn ngập cả một vùng không gian rộng lớn, có khoảng hơn 1.000 quân Trung Quốc bị thiệt mạng và bị thương trong trận tấn công trả đũa này. Liệu Trung Quốc có lên kế hoạch phục thù hay chúng sẽ tiếp tục theo dõi? Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến liên quan, tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến hai học sinh thương vong rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra tai nạn khiến một học sinh tử vong, một học sinh bị thương, tài xế đã điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường và vừa bị cơ quan công an tạm giữ. Sáng ngày 14 tháng 3, thông tin từ công an huyện Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn khiến một học sinh tử vong, một học sinh bị thương, rời khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 3, xe tải chưa rõ biển số, người điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi di chuyển đến km 1722 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Nam Tân, xã Chư Pô, huyện Rông Búc, xe tải trên bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe đạp điện do em NVN điều khiển, chở theo em HTD, học sinh trên địa bàn, chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chiếc xe đạp điện do em N điều khiển ngã xuống đường, hậu quả em HTD tử vong tại chỗ, còn em NVN bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường, chạy về hướng tỉnh Gia Lai. Nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Rông Búc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trích xuất camera truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn. Qua xác minh, công an huyện Rông Búc đã làm rõ chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên mang biển kiểm soát 47C19992 do LVH, sinh năm 1986, trú huyện Ea Hileo, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong một diễn biến liên quan, thủ đoạn kiều nữ cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Với thủ đoạn ma mảnh, Hoàng Thị Kim Loan cùng đồng bọn đã lừa đảo của các nạn nhân số tiền hơn 40 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Ngày 13 tháng 3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Loan, sinh năm 1987, trú phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số đối tượng khác đã dùng thủ đoạn lừa chuyển nhượng số đất và mạo danh Facebook để vay mượn tiền để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị X ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới và Nguyễn Thị L ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới với số tiền 16 tỷ đồng. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đã xác định Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số đối tượng khác còn lừa đảo hơn 10 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để chiếm đoạt với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Triều Tiên bắn tên lửa giữa lúc Mỹ Hàn tập trận lớn. Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã bắn tên lửa ra bờ biển phía đông
giữa lúc Seoul và đồng minh Mỹ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhất vào năm qua. Quân đội Hàn Quốc ngày 14 tháng 3 cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra khu vực biển ở bờ Đông, tiếp tục nối dài chuỗi các vụ bắn thử vũ khí dồn dập trong thời gian qua. Chi tiết về đường bay của tên lửa chưa được công bố. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, nước này đang thu thập thông tin mà Triều Tiên bắn ra và họ chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại nào liên quan tới vụ việc. Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa hành trình chiến thuật từ tàu ngầm và chưa đầy một tuần sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị quân đội nước này gia tăng các hoạt động diễn tập. Để răn đe và sẵn sàng đáp trả cho kịch bản xung đột thực sự diễn ra nếu cần thiết, vụ phóng tên lửa xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung Lá chắn tự do 23 từ ngày 13 tháng 3 và dự kiến kéo dài 11 ngày. Cuộc tập trận này có quy mô lớn nhất kể từ năm 2017 và nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên coi các cuộc tập trận của Mỹ, Hàn là hành vi khiêu khích. Triều Tiên hồi tháng 2 cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ đối mặt với động thái đáp trả mạnh chưa từng có nếu tiến hành các kế hoạch tập trận quân sự chung. Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang khi Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa, trong khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động tập trận chung. Trong sách trắng quốc phòng công bố hôm ngày 16 tháng 2, lần đầu tiên sau 6 năm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lại coi Triều Tiên là kẻ thù. Trong một diễn biến liên quan, ông Trump cảnh báo đại suy thoái sau vụ sụp đổ ngân hàng SVB. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ sụp đổ ngân hàng Silicon Valley Bank SVB do lỗi của chính quyền kế nhiệm và cảnh báo nó có thể khiến nước Mỹ rơi vào một cuộc đại suy thoái mới. Dựa vào những gì đang xảy ra với nền kinh tế của chúng ta và những đề xuất tăng thuế mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ, chúng ta có nguy cơ rơi vào một cuộc đại suy thoái mới tồi tệ hơn nhiều so với năm 1929. Bằng chứng là các ngân hàng đã bắt đầu phá sản, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 13 tháng 3. Ông cũng đổ lỗi tình hình hiện nay cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Cảnh báo được đưa ra sau khi ngân hàng SVB sụp đổ hôm ngày 10 tháng 3, đánh dấu sự sụp đổ lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử Mỹ. Sự việc bắt đầu từ hôm ngày 7 tháng 3, khi SVB bất ngờ thông báo đã bán một lượng lớn chứng khoán và dự kiến bán thêm 2,25 tỷ USD cổ phiếu nhằm cân bằng bảng cân đối kế toán. Động thái này ngay lập tức đã khiến nhà đầu tư hoảng loạn. Nhiều bên khuyến cáo doanh nghiệp rút đầu tư khỏi SVB, làm cho ngân hàng mất khả năng chi trả. Chỉ 2 ngày sau khi SVB sụp đổ, Signature Bank, một ngân hàng nữa ở Mỹ, cũng tuyên bố đóng cửa. Signature Bank là vụ sụp đổ lớn thứ 3 trong lịch sử ngành ngân hàng Mỹ. Theo giới phân tích, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tăng mạnh lãi suất trong năm qua là một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng này. Khi lãi suất gần mức 0%, các ngân hàng tăng cường tích trữ tài sản dài hạn trong kho bạc. Nhưng khi lãi suất bất ngờ tăng mạnh để đối phó với lạm phát, tính thanh khoản của các tài sản này sẽ giảm mạnh, khiến ngân hàng phải chịu khoản lỗ. Giới chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden, đã lên tiếng trấn an người dân. Họ khẳng định toàn bộ gửi tiền tại Signature Bank và SVB sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden khẳng định đây chỉ là biện pháp bảo vệ người gửi tiền và bình ổn hệ thống tài chính, nhưng không có kế hoạch giải cứu ngân hàng nào. Trong một diễn biến liên quan, hơn 3.000 lính Mỹ, Philippines tập trận bắn đạn thật. Philippines và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận kéo dài 3 tuần với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ. Hơn 3.000 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 tuần mang tên Salamis. Salamis bao gồm các nội dung tập trận bắn đạn thật cỡ nhỏ, bắn đạn thật bằng pháo và súng cối, xây dựng các công trình phòng thủ.
các kịch bản tập trận sẽ liên quan đến việc bảo vệ Philippines khỏi những đối thủ nước ngoài tiềm năng, vì đây là cuộc tập trận giữa hai lực lượng lục quân. Chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động phòng thủ trên không và bờ biển, tướng Gomel Browner, tư lệnh lục quân Philippines, cho biết. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang có xu hướng nồng ấm trở lại. Mỹ-Philippines hồi tháng 1 đã thông báo một thỏa thuận quân sự mới. Theo thỏa thuận này, Mỹ được phép tiếp cận thêm 4 căn cứ của Philippines, nâng tổng số căn cứ mà Washington được phép sử dụng ở quốc gia đồng minh ở châu Á lên 9. Vị trí cụ thể của các căn cứ không được tiết lộ, song theo các nguồn thạo tin, 3 trong số đó nằm trên đảo chính Luzon, dải đất Philippines gần Đài Loan nhất. Căn cứ còn lại nằm ở đảo Palawan, đối diện quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Trung Quốc chỉ trích thỏa thuận quân sự mới của Mỹ và Philippines có thể khiến leo thang căng thẳng ở khu vực, đồng thời hối thúc Philippines thận trọng để tránh bị cuốn vào rắc rối. Mỹ và Philippines gần đây cũng đồng ý nối lại các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông sau vài năm gián đoạn. Mỹ tuyên bố đứng về phía đồng minh Philippines trong vụ lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc được cho là đã sử dụng các thiết bị laser nhằm vào thủy thủ đoàn của một tàu tuần duyên Philippines hôm ngày 6 tháng 2 ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine thu giữ xe bọc thép gắn ống phóng rocket đặc biệt của Nga. Các binh sĩ Ukraine đã thu giữ một xe bọc thép BRDM-2 được gắn thêm dàn phóng rocket UB-32 của Nga. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quân đội Ukraine đã thu giữ một xe bọc thép BRDM-2 của Nga tại khu vực Donetsk ở miền đông nước này. Điểm đặc biệt của xe bọc thép này là việc nó được gắn thêm dàn phóng rocket UB-32 vốn chỉ được dùng trên các máy bay quân sự. Với phù hiệu chữ Z được sơn trên thân, giới quan sát nhận định xe bọc thép đặc biệt này đã được sử dụng để tăng cường hỏa lực cho lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine trong các trận giao tranh với quân chủ lực Ukraine. BRDM-2 là một chiếc xe bọc thép trinh sát bánh lớp cấu hình 4x4 do Liên Xô sản xuất. Xe được ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1966 trong một cuộc duyệt binh ở Moscow. Kiếp chiến đấu của xe thiết giáp BRDM-2 có 4 người, bao gồm lái chính, lái phụ, trưởng xe và xạ thủ. Do được thiết kế thuần túy cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường, cho nên BRDM-2 không có khả năng chở quân.